Hello mọi người. Em chào mọi người nha. Em chào Duyên Hình, em chào Hạnh Hạnh này, em chào mọi người. Ai đang xem live chia sẻ live giùm em tí mọi người ơi. Em lên tranh thủ 30 phút để em tặng quà cho mọi người mùng 1. Hoan hỷ mùng 1 em lên em tặng cho mọi người tí quà rồi. Em chỉ lên 30 phút, hơn 30 phút thôi. Mọi người cố gắng chia sẻ like giùm em nha. Ai có logo người chia sẻ thì em sẽ tặng quà nha mọi người. Ai có logo người chia sẻ thì em sẽ tặng quà nha. Em chào chị Nguyễn Hiệp nè. Có logo người chia sẻ thì em sẽ tặng quà nha mọi người. Em sẽ tặng quà nha. Mọi người xem like cố gắng cho em xin một nút chia sẻ đi. Cho em xin một nút chia sẻ đi mấy chị. Cho em xin một nút chia sẻ đi mấy chị ơi. Chào Phương Nguyễn nha. Lâu lâu không ít khi thấy Phương Nguyễn vào vô xem like ghê. Phương Nguyễn toàn mua đồ ấy không mà ít vô xem like ghê. Mọi người cố gắng chia sẻ like giùm em đi. Cố gắng tranh thủ lên giùm em một tí. Em tranh thủ lên một tí thôi. Chào Lê Nguyễn nha. Chị chào Lê Nguyễn nè. Cố gắng chia sẻ like giùm em một tí mọi người. Em chỉ lên được có khoảng 30 hơn 30 phút thôi. Em cố gắng lên tặng quà cho mọi người. Tri ân cho mọi người tối mùng 1. Tri ân cho mọi người tối mùng 1 giá rẻ lắm luôn á. Có gì em xả nấy, có những cái gì em xả hết cái nấy. Em cảm ơn Duyên Hình chia sẻ giùm em nè. Cảm ơn Duyên Hình chia sẻ giùm em. Em có 3 món quà không đồng cho mọi người. Cố gắng chia sẻ giùm em đi để lấy quà không đồng mọi người ơi. Để lấy quà không đồng này mọi người. Em đang kiếm gì tặng cho mọi người không đồng đây. Cố gắng chia sẻ lên giùm em để nhận quà không đồng nha mọi người. Cố gắng tặng quà không đồng. Mọi người cố gắng chia sẻ lên giùm em ấy để được nhận quà không đồng đây. Hàng tặng mọi người ơi. Cố gắng chia sẻ lên giùm em một xíu nhé. Cố gắng chia sẻ lên giùm em một tí mọi người. Mình cùng nhau chia sẻ lên giùm em một tí nha. Mọi người chia sẻ bài em thì bán hàng rẻ. Chúng ta cùng tương tác với nhau thì đôi bên cùng có lợi. Chào Ngọc Nhi nha. Chào mọi người. Lên mọi người cố gắng chia sẻ bài giùm em đi mấy chị. Cố gắng lên chia sẻ bài giùm em một xíu nhé. Cố gắng chia sẻ bài lên giùm em một xíu đi. Cố gắng lên giùm em dưới hơn 10 người em tặng quà không đồng cho mấy chị nè. Em tặng cho chị nào có logo người chia sẻ nhiều nhất nhé. Có logo người chia sẻ nhiều nhất giùm em. Mọi người cố gắng lên giùm em một tí. Tương tác với em một tí đó mấy chị. Em mình nghĩ nhưng mà thôi lên cho vui. Lên lại cày cái view này lên cho nó tương tác lên một xíu. Lên tương tác lên một xíu. Mọi người cố gắng lên giùm em một tí đấy. Em lên em tặng áo này không đồng này. Mọi người cố gắng chia sẻ giùm em. Em cảm ơn chị Nguyễn Hiệp chia sẻ giùm em nè. Có logo người chia sẻ thì em sẽ tặng quà không đồng nha. Có logo người chia sẻ em tặng quà không đồng cho mấy chị. Với điều kiện là phải có logo người chia sẻ nha mấy chị. Phải có logo người chia sẻ. Cháu chào dì Cúc. Áo chiều của dì đây. Giờ mới nhớ là cái áo của gì đây. Rồi mọi người cố gắng chia sẻ bài lên giùm em đây. Duyên Hình em thấy chia sẻ rồi nè. Nguyễn Nghiệp em thấy chia sẻ nè. Mọi người cùng chia sẻ cùng em đi mọi người. Ai có logo người chia sẻ em tặng quà nhé. Mọi người được tặng quà không đồng. Nhưng mà mọi người cố gắng mua về em một vài cái món gì đó để đi đơn luôn. Chứ còn một món, một cái quà tặng không đồng mọi người em cũng có thể đi cho mọi người. Nhưng mà tốn phí thôi. Nên mọi người cố gắng chia sẻ lên giùm em nha.
cố gắng chia sẻ lên giùm em một tí. Em tặng quà không đồng nè, mọi người cố gắng lên giùm em một tí đi. Những ai đang xem live cho em xin một nút chia sẻ, nhắn theo dõi fanpage giùm em nha mọi người. Nhắn theo dõi fanpage giùm em nha. Nhắn theo dõi fanpage giùm em. Chia sẻ bài giùm em, nhắn theo dõi fanpage giùm em mọi người ơi. Nhắn theo dõi fanpage cùng em. Ai thích áo em đang mặc không? Áo em đang mặc là áo mới á. Em xả luôn cho mọi người 49k. Xả luôn cho mọi người 49k áo này nè. Rồi mọi người cố gắng chia sẻ like đi. Chia sẻ giùm em hơn 10 người đi mọi người. Hơn 10 người đi, em lên em tặng quà cho. Em lên em tặng quà cho mọi người nè. Chia sẻ đã được tặng quà. Chia sẻ đã được tặng quà nha. Sao đứng im hết rồi. Rồi em comment nè, em tặng cái áo len này cho mọi người nha. Size này size 60, 40 tới 60 ký quay đầu giùm em. Em chào chị Tuyết Mai, em cảm ơn chị chia sẻ bài giùm em nè. Em tặng áo này không đồng, chị nào comment là không đồng đầu tiên em sẽ tặng áo này cho mấy chị. Comment không đồng giùm em nhé. Không đồng nè, áo len nè. Comment là không đồng. Chị nào có logo người chia sẻ và có không đầu tiên em sẽ tặng cho mấy chị không đồng này mấy chị. Chị nào lên nhanh thì được nhé. Em không thiên vị ai hết, cứ mấy chủ của em lên thì là em sẽ tặng cho chị đấy không đồng. Em tặng cho chị Mỹ Hạnh nè. Chị Nguyễn Mỹ Hạnh nè. Không đồng. Chị Hạnh cố gắng, chị cho em xin số điện thoại. Ôi, chị Tiết Mai sau chị Nguyễn Mỹ Hạnh rồi, chị Duyên Hình sau rồi, em còn nữa. Em còn quà không đồng, mọi người yên tâm đi, em sẽ tặng cho mọi người. Không sao hết, chị Mỹ Hạnh cho em xin số điện thoại nha. Chị cố gắng mua giùm em nha, chị cố gắng mua cái gì đó để mai em đi đơn nha. Nguyễn Mỹ Hạnh nè, chị cho em xin số điện thoại đi. Chị cho em xin số điện thoại nha. Chị Nguyễn Hiệp sau mất rồi chị ơi. Dạ rồi em cảm ơn chị. 0963 361 401. Tối nay mà ai mua đơn mà có trên 200.000 em miễn ship. Mặc dù em xả là em lỗ nhưng mà em vẫn miễn ship cho mọi người. Coi như là hôm nay mùng 1 em bán em lấy lọc mọi người nha. Coi như là em bán em lấy lọc. Mọi người đợi em lấy quà tiếp nha. Rồi mọi người cố gắng lên giùm em chào chị Hồng Diện nè, chia sẻ bài nè. Em chào chị Hồng Diện đã chia sẻ bài giùm em nè. Em còn một cái quần trắng đũa này nè, em tặng luôn cho mọi người không đồng nè. Cái quần trắng đũa này mọi người không đồng nè, size 55 kg quay đầu giùm em nha, màu trắng em tặng cho mấy chị không đồng. Mọi người cứ lấy về xong rồi không thích thì cho thôi, là không đồng nha. Em không đồng nha mấy chị, không đồng nha. Ai lên mã là không đồng tiếp theo là em sẽ tặng cho chị đấy. Không đồng nha, quần trắng là cực kỳ đẹp luôn. Không đồng. Rồi em cho em tặng chị Duyên Hình không đồng này. Cái quần trắng này em treo hơi bụi thôi nha chị, nên là chị về chị giặt giùm em nha. Em tặng cho chị Duyên Hình nè. Không đồng chị lên cho em. Em chào Hương, em chào chị Hương Giang. À, chị Duyên Hình lên số điện thoại giùm em nhé. Chị Duyên Hình, em còn một món không đồng nữa. Rồi mọi người cố gắng chia sẻ like giùm em. Ui cha chết rồi. Em ghi nó bị bẩn vô đây mất rồi. Chết rồi. Chị lên cho em xuyên số điện thoại nha chị. Mọi người cố gắng chia sẻ like lên giùm em đi chị. Mọi người ơi cố gắng chia sẻ like lên giùm em đi. Rồi 3 4 4 7 9 6 0 7 9. Rồi em cảm ơn chị. Rồi cái món quà không đồng thứ 3 nè. Mã số không đồng thứ 3 này.
Rồi. Cái áo này hôm trước cho chị kia nhưng mà không lên số điện thoại là em xả luôn. Rồi, em tặng cái áo này nhá. Em tặng cái áo này không đồng cho chị tiếp theo nè. Áo này không đồng cho chị tiếp theo đây. Cái áo này không đồng cho chị tiếp theo. Áo này 60 kg quay đầu giùm em nha. 60 kg quay đầu giùm em. Không đồng chị nào lên không đồng thứ ba. Lên không đồng thứ ba giùm em. Tương tác với em đi mọi người. Lên không đồng thứ ba em tặng nha. Áo không đồng. Lên không đồng thứ ba giùm em. Không đồng. Tiếp theo chị tiếp theo là chị nào đây? Chị tiếp theo là chị nào đây mấy chị? Rồi không đồng với chị Hồng Diện nè. Rồi em tặng không đồng với chị Hồng Diện nhá. Rồi em lên đồ đây mọi người, em lên đồ rẻ luôn. Em bóc trúng cái nào em xả cái nấy cho mọi người nhé. Em bóc trúng cái nào em xả cái nấy cho mọi người. Em còn một cái áo áo nam này size size L. Cái áo này size L mấy bữa em bán 90 đúng không? Hôm nay em xả cho mọi người bao nhiêu? 59k cái áo này luôn, cực kỳ chắc, cực kỳ đẹp luôn nha. Em xả luôn 59k nè. Chị nào có trong. Áo em đang mặc là áo mới nha chị, em lấy em mặc để cho khách nó xem á, để cho khách xem á chị. Nên là áo em đang xả là bao nhiêu? Áo em đang xả 49k ấy. Áo đang xả 49k, chị lấy áo này thì em theo khác. Áo em đang xả 49k nha chị. Em xả cái áo nam này nè, 59k cái áo nam này luôn, mấy bữa em bán 90 còn cái em xả luôn 59k. Chị nào mà có chị Diện lấy cái áo này cho về cho anh Chiến mặc được nè, cực kỳ vải, cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị. Dạ rồi ok chị cho em xin số điện thoại nha chị Mỹ Trung. Áo này em xả luôn 59 nè, số từ 68 cho tới 75 kg, 68 cho tới 72 73 kg quay đầu giùm em. Ai lấy áo này không minh là trắng nam giùm em là được, trắng nam giùm em, để em thay cái áo này ra cho chị. Trắng nam, ai lấy áo này không minh là trắng nam giùm em nhé. Ai like cái áo trắng nam này không minh là trắng nam giùm em, mấy chị chia sẻ tương tác lên giùm em đi mấy chị ơi. Áo này em mặc là áo mới á chị. Em chào chị Minh Khuyên. Em chốt áo này cho chị Mỹ Trung. Áo em đang xả 49k. Tối nay lên em xả em đi ăn mùng 1 cho mọi người thôi. Giá như giá biếu giá tặng á mà. Mọi người cố gắng chia sẻ lên giùm em nha. Bên lúc bên phải có anh. À thun sọc hết mất rồi Hà ơi, thun sọc hết mất rồi. Thun sọc hết mất rồi nha. Thun sọc hết mất Hà ơi, vô muộn quá hết mất rồi. Em ở Gia Lai chị, em ở Gia Lai. Em ở gần ngay chỗ viện 211 của Gia Lai á. Ờ hết mất rồi. Hết mất rồi mọi người ơi. Áo sọc còn con cái duy nhất là hết rồi. Áo trắng ai lấy áo trắng em đang mặc nha. Áo trắng em đang mặc em xả luôn 55k nè. Áo trắng này và form hơi ôm. Dạ, khách em hầu như là ở Đức Cơ nhiều á chị, Đức Cơ, Thanh An, Tân Lạc, Thanh Bình nhiều lắm. Ai lấy áo em đang mặc nha. Áo em đang mặc này 55k nè, màu trắng. 55k màu trắng nha. 55k. Chị ơi, chị Ánh Nguyệt ơi, thun sọc hết mất rồi chị. Thun sọc em hết mất rồi. Em có một cái à. Nói chung là hàng của em là hàng lẻ chị. Lẻ lẻ nha chị ơi, lẻ lẻ hết nha. Áo em đang xả này 35k cái này mấy chị ơi, 35k nè. 35 nha mấy chị. Áo này thun sọc em còn có một cái 35k nè mấy chị ơi. Áo này 35k em xả luôn. Áo khoác đi em hả chị? Áo khoác em còn hết mất rồi ấy. Để em đợi xíu, em còn một cái áo khoác đen này nè. Áo khoác
em còn một cái áo đen này. Em phun sọc em hết mất chị Nguyệt Anh ơi, Nguyệt Ánh. Em còn một cái áo đen này, 119k, áo này thì đẹp mỹ mãn rồi. Áo phao hai lớp nha mấy chị, cố gắng tương tác like lên giùm em một tí, áo phao hai lớp. Có 119k thôi. Ngoài chợ em mua cái này là khoảng 167 cái. Đây 119k chị ơi, tất cả đều thêu nha, tất cả đều thêu hết. Em còn một cái size L này, tất cả thêu hết nha mấy chị. Thêu hết nha, phao hai lớp cực kỳ đẹp luôn. Em còn cái size L này. Em còn cái size L này hai lớp này. Đó. Còn cái size L này chị nào lấy áo này không bên là khoác đen giùm em 119k. 119k size L nha, 60kg quay đầu giùm em. 119k, 60kg quay đầu giùm em. 119k nha cho mấy chị. 119k nha. Em còn một áo khoác phao kia mà bây giờ mặc trên con canh mất rồi. Đây em xả cái áo này 35k nè mấy chị ơi, 35k nè. Hai cái 69 à. Trời đẹp lắm chị. Đây. Áo em đang mặc nhá. Mọi người chia sẻ like giùm em đi mấy chị. Mọi người chia sẻ like giùm em đi. Tối nay em xả là em xả lỗ nha. Em nói nếu mà em nói đi mất lọc luôn em xả lỗ, nhưng nếu chị nào trên, chị nào có đơn trên 200.000 em vẫn miễn ship cho mấy chị. Trên em miễn ship luôn. Coi như là hôm nay em bán em lấy lọc mùng 1 thôi. Em lấy lọc mùng 1 thôi nên là nó 35k một áo này, đẹp chưa? 35k chắc của nó chắc thun cô tông nha. Chắc thun cô tông chứ không phải là chắc vớ vẩn đâu mấy chị ơi, chắc thun cô tông luôn. Chắc thun cô tông nha mấy chị, 35k này. 35k ai lấy áo này không minh là áo vàng giùm em, không minh là vàng giùm em được rồi. Không minh là vàng giùm em nhé, 35k. 35k vàng giùm em. Size từ 62kg quay đầu. Size 62kg quay đầu. Em còn áo vàng, áo này. Áo kiểu này nè mấy chị. Áo kiểu này thì đẹp bá cháy rồi. Áo này đẹp lắm. Đồ bộ em áo 35, áo 55 đi. Ok chị. Chị Phương Hà ơi, cho em xin số điện thoại nha. Một trắng một vàng cho chị. Chị cho em xin số điện thoại nha chị. Em hứa mấy chị tối nay chị nào trên 200.000 em sẽ miễn ship cho nha. Mặc dù xả rất là lỗ luôn. Mặc dù em xả lỗ, chị Phương Hà cho em xin số điện thoại nha. Chị Phương Hà cho em xin số điện thoại. Mọi người cứ mua đơn, mua nhiều đi, xong rồi giữa like em sẽ tặng quà không đồng tiếp mà. Em tối nay em bóc đúng cái gì em xả cái nấy thôi mấy chị. Em bóc đúng cái gì em xả cái nấy thôi. Chị Phương Hà cho em xin số điện thoại nha. Rồi ok chị, 0979. Sao sách của em, khách của em toàn Gia Lai không, em cũng hiểu nữa. Em khách tỉnh, ngoài tỉnh ghê á. Toàn là bầu cạn nè. À có nha chị, em có đồ bộ mặc ở nhà á. Đồ bộ mặc ở nhà. Chờ đợi em tí em lên lần lần nha chị. Em lên lần lần. Đây đồ bộ mặc nhà em xả, em bóc giống bộ nào thì em xả bộ nấy thôi. Nói chung là xả rẻ lắm luôn ấy. Đây đồ bộ mặc nhà đây, một bộ này nè. Size từ 40 cho tới 56kg quay đầu giùm em. 40 tới 56kg quay đầu giùm em. Em xả luôn cả bộ này bao nhiêu? 39k. 39k em xả luôn bộ này 39k. 39k ai lấy bộ này lên rồi là họ tiết giùm em là được. Lên họ tiết giùm em nha, 39k bộ này. Trời ơi vải của nó, em nói chị nó nhẹ lên nhìn lên luôn, mặc như không mặc cái mấy chị ạ. Họ tiết giùm em nha, 39k bộ này nè. Ai lấy bộ này comment là họ tiết giùm em nha. Chị 39. Ok chị. Chị Mỹ Trung nè. Trời ơi xả rẻ lắm luôn á, chả mua ở đâu bộ đồ mà 39k. Mấy chị nhận về xong mấy chị xem like cố gắng nhắn theo dõi fanpage giùm em nha. Em sẽ lên thường xuyên lên like và cập nhật đồ rẻ cho mấy chị luôn. Nên là chị nào xem like á, cố gắng nhắn theo dõi fanpage giùm em nha mấy chị. Nói chung là mới bán nên là cũng... Rồi chào cô anh Mỹ Trung. Mỹ Trung hồi này có đâu đúng không ta? À có áo răng rồi. 39 nè. Đây em còn bộ như tương tự như thế mà là màu hồng. Bộ tương tự như thế mà màu hồng cũng 39k luôn mấy chị. Cũng 39k luôn nha. 39k luôn. 39 luôn mấy chị. 39 luôn nhé. 39 luôn bộ hồng nè.
39 bộ hồng luôn này mấy chị. Ai lấy bộ này comment là bộ hồng giùm em nhé. Em bóc bộ nào em xả bộ nấy thôi, em còn nhiều đồ bộ lắm chị. Ai lấy bộ này comment là bộ hồng giùm em nhé. 39k luôn mấy chị, 39 luôn. Rẻ lắm mà chắc của nó cực kỳ đẹp luôn. Chắc của nó cực kỳ đẹp luôn. Em còn màu đen nữa nè. Rồi bộ hồng cho chị Duyên Hình nè. Chị Khương 39 nè. Chị Khương ơi em hết. Em hết bộ hồng, em còn màu đen chị Khương lấy không? Chị Khương lấy không? Từ từ đợi em tí, em lên lần lần cho mấy chị. Rồi 39 cho Duyên Hình nè. Mấy chị. Chị Duyên Hình có số điện thoại rồi đúng không ta? Chị Duyên Hình lên số điện thoại giùm em đi. Chị Duyên Hình lên số điện thoại giùm em đi. Em còn bộ đen này nữa nè. Bộ đen này chị Nguyễn Khương lấy không? Sai cũng y như chắc như thế luôn mà sai. Mà màu đen thôi. Màu đen thôi mấy chị. Màu đen thôi nhá. Màu đen thôi, cháu chào cô anh nhá. Màu đen thôi nè. Màu đen nè. Chị nè. Chị nào lấy bộ này comment là bộ đen giùm em nhá. Comment là bộ đen giùm em. Comment bộ đen giùm em nhá. Bộ đen. Bộ đen 39 luôn. Ai lấy bộ này màu đen này đẹp lắm á mấy chị, mặc lên đẹp lắm á. Bộ này comment là bộ đen giùm em. Ai lấy bộ này comment là bộ đen giùm em nha, 39k thôi. 39k nha mấy chị. Mấy chị thích đồ bộ em lên em xả hết đồ bộ luôn. Mọi người cố gắng chia sẻ giùm em đi. Chị Nguyễn Khương đã chia sẻ nè. À 079 lúc này có đâu rồi, để đem xem nè. Rồi đúng rồi, chị có rồi. Hà Nguyễn. À cái nào chị, bộ này hả? Bộ này 60kg quay đầu giùm em nha. Bộ này 60kg quay đầu giùm em. Bộ này 60 quay đầu giùm em nha chị. Nếu mà cao ấy 60, vì em đã 52kg, 53kg rồi mà em mặc vẫn còn rộng lắm. Em mặc vẫn còn rộng lắm chị Minh Khuyên, em mặc còn rộng lắm. Đây nè. Nên là 57kg thoải mái luôn, không bị chặt đâu, 57kg thoải mái luôn nha chị. 57kg thoải mái. Ai lấy bộ này comment bộ đen giùm em. Bộ đen giùm em nhé. Đen 39. Comment bộ đen giùm em. Đen 39 nè. Đen 39 nhé. Chị nào lấy thì lấy giùm em. Đen 39. Em còn cái bộ hoa này. Em xả luôn nha mấy chị. Bây giờ đang đè 39 đúng không? Em xả luôn 39. Nói chung là bán lấy lọc mùng 1 thôi chứ còn chả phải lời gì tầm này nữa rồi. 39 nha. Không đủ bộ. Không đủ tiền vải mà mấy chị. Quần dài em không có chị ơi, quần dài bộ chưa về nữa. À có, còn một bộ thôi đó mấy chị ơi, bộ này luôn 39k nè. Ai lấy bộ này comment bộ hoa giùm em nha, 39k, size từ 55kg quay đầu giùm em. 39k nha mấy chị, cái kiểu nó là như thế này 39k nhé. Chị nào lấy bộ này comment bộ hoa giùm em nhé. Ai lấy bộ này comment bộ hoa giùm em. Bộ hoa em có hai bộ, bộ hoa em có hai bộ nhé. Ai lấy bộ này, bộ này đẹp lắm mấy chị ơi, thật sự với mấy chị luôn á. Thật sự là rất là đẹp luôn mấy chị, đẹp lắm. Đẹp lắm luôn á. Ai lấy bộ này comment là hoa giùm em nhé. Bộ hoa giùm em có hai bộ, bộ hoa em có hai bộ nhé. Bộ hoa em có hai bộ nha mấy chị. Bộ đen 39 cho Quyên Lê. Chị Quyên Lê cho em xin số điện thoại đi. Chị Quyên Lê cho em xin số điện thoại nha. Mọi người nhắn theo dõi fanpage. À bộ đen quần lửng. Bộ đen hết mất chị Minh Khuyên ơi. Bộ đen hết mất. Tối nay em khách mới nhiều nè. 0385. Mọi người cố gắng mua giùm em 2-3 bộ đi. Rất là rẻ nè. Tầm 100k là em đi đơn luôn nha mấy chị. 368298. Rẻ lắm luôn. Rẻ lắm luôn mọi người. Em còn bộ hoa này, ai lấy bộ hoa. Bộ hoa em có 2 bộ nha, em xả luôn 39k. Em xả luôn 39k mấy chị. 39k nha. Đây quần dài em còn đúng một bộ. Mày bộ này phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Bộ này phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Bộ này phải nói là đỉnh của chót luôn ấy. Mà em bán luôn nha mấy chị. Tối nay em bán mấy chị 125k thôi. Bộ này phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Đó, phải nói là cực kỳ đẹp luôn.
này phải nói là quá đẹp luôn. Đây mấy chị ơi, nhìn này, em luôn em mặc đấy, mà thấy đẹp chưa mấy chị, thấy đẹp chưa, rất là thể thao luôn, rất là thể thao luôn. Em nói thật, bộ này ấy, ra ngoài chợ lớn hoặc là cái cây dù thôi nó bán mấy chị phải 160-170 một bộ. Hôm nay khi ăn em bán 125k, chị nào lấy chốt bộ dài dùm em, chốt dài dùm em là được rồi, 125k bộ này chắc là chắc u mì nha mấy chị, chắc u mì cực kỳ đẹp luôn. 125k, 125k thôi mấy chị, rẻ như là biếu, rẻ như biếu luôn á mấy chị, à thật rẻ như biếu luôn, rẻ như biếu luôn á mấy chị ơi. Mấy chị chốt bộ này đi, bộ dài, chốt bộ dài giùm em nha, bộ dài còn đúng bộ này, bộ dài em còn đúng một bộ luôn mấy chị, còn đúng một bộ luôn chị, còn đúng một bộ. Mấy chị lấy bộ này đi, đẹp lắm, em lùng con đụm á mà em mặc còn được, mà em còn nhìn thấy còn đẹp mà dáng mấy chị đó. 125k thôi, ra ngoài chợ mấy chị mua bộ này phải là. Em còn một áo xanh, có nghĩa là tối nay em xả thì em bóc đúng cái nào xả cái nấy, mấy chị mua được mấy chị mua nhá. Một cái áo xanh thể thao nam này nè, một áo xanh thể thao nam em bán cho mọi người là 29k, 25k luôn, 25k áo thun thể thao nam này, chị nào lấy ghi là xanh giùm em, nam giùm em được rồi, áo nam giùm em được rồi, 25k em bán. Size này là size L, size L từ 50 cho tới 50 tới 57 kg, 50 57 kg nha, 25k cái áo áo thun nam này nè. Em bóc trúng cái này em xả cái nấy à chị. Nói chung là lát đá có một cái nam hai cái nam thôi, vì em đâu có chuyên đồ nam đâu. Dạ, nên là mọi người lấy đi, lấy cái áo này đi. Rồi. Đồ nữ. Em lên cái gì hả? À em còn hai bộ này. Bộ này là quay shop bán là phải trăm mấy, bộ này em xả luôn cho mấy chị đây. Em xả luôn cho mấy chị 59k. Size XL nhá. Size XL. Size XL nha mấy chị, XL này là 55kg trở lên giùm em, 55 tới 63kg quay đầu. 55 tới 63kg, nam 25 cho Nguyễn Khương. Rồi, đó. Chị nào mà 55kg mặc bộ này cực kỳ xinh luôn. Cực kỳ xinh luôn mấy chị ơi, chị nào lấy bộ này không bên là hở vai giùm em nhé, hở vai xanh giùm em. Hở vai xanh giùm em. Hở vai xanh giùm em nha mấy chị, đẹp lắm. Nam cho Nguyễn Khương này. Ở vai xanh nha mấy chị. Ở vai xanh, ai lấy bộ này không minh là ở vai xanh đẹp chưa mấy chị, thấy đẹp không? Nhìn lên cực kỳ sang luôn á, ở vai xanh. Ở vai nhé. Áo nam Quyên Lê ơi, chị hết mất rồi chị ơi, em hết mất. Không chị lấy áo này đi, áo này em đang xả 59k mà ở ngoài đây chắc của nó là chắc shop nha, shop bán trên 200 mấy chị. Em xả là còn đúng một cái này. Size này size hơi to, 65 tới 73 kg quay đầu giùm em. 65 73 kg nha, em xả luôn 59. 95 em xả luôn 59 á chị ơi. 95 em xả luôn 59 á. Chị lấy thì chị ok giùm em. Lấy thì ok giùm em nha mấy chị. Lấy thì ok giùm em nhé. Ai lấy bộ hở vai không minh là xanh giùm em. Hở vai xanh giùm em nhé. Hở vai xanh em còn một bộ màu be nữa nè. Em còn một bộ màu da nữa nè mấy chị, đẹp lắm. Bộ này về á mấy chị nhận về là hơi bị sướng luôn á. Em xả luôn 59k, 59k là không bằng giá em nhập, không bằng giá buôn ở chợ luôn. Đó, ai lấy bộ da thì comment bộ da giùm em, ai lấy bộ xanh comment bộ xanh giùm em nhé. Mọi người cố gắng tương tác lên giùm em đi. Cố gắng tương tác lên giùm em đi. Em còn mấy cái áo mà áo xúc của áo xúc dư á, hàng xúc dư ấy. Em xả luôn mọi người ba áo này là 49k. Có ML, XL. Có SML, XL nha mọi người. Cái áo của nó thế này nè. Đó. SML, XL. À có. SML, XL. Ai lấy áo này thì không minh là 3 áo giùm em nhé. 3 áo. 3 áo kèm size giùm em nhé. 3 áo kèm size. À váy đang xả rẻ lắm. Xả có 39, 49 nghìn. Còn mấy cái váy xả cho hết. Xả cho hết. Ai lấy áo này không minh là 3 áo giùm em. Kèm size giùm em nhé. Kèm size giùm em. Váy hồi trưa em như em biếu luôn mà mấy chị không lấy á, buồn dễ sợ luôn. Buồn dễ sợ luôn. Em có cái váy hồng này. Váy hồng này nè mấy chị, váy hồng tay bo nhá, tay bo phía sau của nó bo là 55 kg quay đầu giùm em.
55 kg quay đầu giùm em nha. Em tặng cho mày mọi người thôi. Đấy là em tặng nha, chứ không phải em bán. Em tặng cho mọi người 49k cái áo váy này. Chắc của nó mọi người nhìn này, xịn sò con bò luôn. 49k. 49k 48 tới 55 quay đầu giùm em nha. 48 tới 55 49k ai lấy váy váy này không, mình là váy hồng giùm em. Đây là giá em tặng cho mọi người thôi chứ không phải giá bán. Không phải giá bán nha mọi người, 49k nhé. 49k giùm em, ai lấy váy này không, mình là hoa hồng. Hoa hồng váy hồng giùm em nhé, chỉ có 4 cái váy thôi, em lên cho nhanh chị ơi. Đó, váy hồng giùm em nhé, ai lấy cái này không, mình là váy hồng. À cái này 65 kg chặt chị ơi, 65 kg chặt. 65 kg chặt. Rồi em có cái váy này size 2XL tầm 63, 63 kg quay đầu giùm em này, em xả luôn cũng 49k này. 49k hoa cúc nha, ai lấy váy này không, mình là hoa cúc giùm em. Hoa cúc giùm em đẹp thiệt chị, Minh Khuyên lấy một cái đi em, nói thiệt với chị có 39.000 một, 49.000 một cái thôi. Đẹp lắm. Về chị mặc. À, chị lấy size XL đi chị lấy size XL đi. Đó, size này size 2X nè, 2X là từ 57. 57 tới 63 kg quay đầu giùm em 57 tới 63, ai lấy cái này không, mình là kho cúc giùm em. Rồi em có cái một size, em có một size XL này, XL này từ 55 cho tới 60 kg. 55 60 kg này, hoa cúc này, size L giùm em. Đó, em chỉ có mấy cái váy thôi, em xả cho hết thôi. Mấy chị mua được thì em hoan hỷ, em cảm ơn thôi mấy chị ơi, chứ thực sự ra là không bằng một 49 ngàn. Đây hoa tím này size L. L 55 cho tới 57 kg nhé. 50 55 57 kg, chị nào là lên thì thông minh giùm em. Rồi em lên áo nè. Em lai nhanh cực kỳ nhanh luôn. Em lên áo đây mọi người. Em lên áo nhé. Áo hồng này nè. Tối nay em bán luôn cho mọi người là 55k một cái, 55k một cái áo kiểu này. Hôm trước 65, hôm nay mùng 1 hoan hỷ bán 55k thôi, 55k. Đẹp chưa mọi người, đẹp chưa? 55k một cái này. 55k nhé. Ai lấy áo này không, mình là áo hồng giùm em. Ai lấy áo này không, mình là áo hồng giùm em nhé. Áo hồng giùm em 55k thôi mấy chị ơi, không ở đâu bán đâu, đẹp lắm. Đẹp lắm mấy chị. 55k. Mọi người ai còn đang xem like chấm chấm bài giùm em đi mọi người. 55k. Rồi em còn màu xanh. Em còn màu xanh này mấy chị, em còn màu xanh này. Màu xanh nhá, xanh 55 nhá. Hồng 55, xanh 55, áo kiểu đẹp chưa? Áo kiểu xinh lắm luôn á. Xinh lắm. À, chấm chấm bài giùm em đi mấy chị, chấm chấm bài giùm em với. Em cũng đang thấy mười mấy người đang xem mà, chấm chấm bài giùm em đi mấy chị. À áo vàng lúc nãy á, em còn một cái nữa nè. 39k áo này nè, trời ơi 39k áo này mấy chị mồi con không lấy về mặc. 39k. 39k áo này quá đẹp luôn á, 39k chắc của nó chắc. Áo xanh 55 cho chị Lữ Oanh. Chị Lữ Oanh ơi lên cho em xin số điện thoại nha. Trời ơi, đẹp lắm luôn á chị, chắc của nó chắc burit đẹp cực kỳ luôn. Coi dạng thoải mái luôn. Chị Lữ Oanh lên cho em xin số điện thoại nha chị. Mọi người cố gắng đi hai đơn giùm em trên 100k để em đi đơn nhé. Nhưng nhiều khi là cứ chọn một cái xong mấy chị thoát ra xong rồi lại xả là tội em. Anh 55 chị cho em xin số điện thoại luôn nhé. 0327474399. Rồi em cảm ơn chị nhé. Rồi em còn áo màu hồng. Em còn áo màu hồng nha mấy chị. Rồi áo em đang mặc 39k này, vàng 39 này. Ai lấy áo này không, mình là 39 giùm em. Ai lấy áo này không, mình là 39 giùm em nha. 39 giùm em. Tối nay mọi người đang ấy mua áo, em sẽ lên áo cho mọi người. Áo nhiều lắm. 39 nhé. Ai lấy mã này không, mình là 39 giùm em. 39 nha mấy chị. 39 nha. Có chị quần sọt nam em còn mấy cái đang. 65k một cái đây. Còn mấy cái xả luôn rồi. 69 bây giờ. 69 xả luôn. 65 em quần sọt kiểu như thế này. Mọi người cố gắng tương tác like giùm em đi, nhắn theo dõi fanpage giùm em nha. Em size 28 nè. Size 28 em còn đúng một cái size 28 này mấy chị. Chồng chồng hay em trai mặc size nào thì mấy chị chốt size nấy nha. Em sẽ còn một cái sẽ luôn 65k này. Đó size 28. Size 28 em còn một cái này thôi. Em còn một cái này thôi. Ai lấy cái này không, mình là 28 giùm em nhé. Ai lấy cái này không, mình là 28 giùm em.
28 giùm em nha mấy chị, 28 này. Em còn size 28. Em còn cỡ như thế mà em còn size 31. 31 là hơi to. 31 là hơi to, em hết size rồi. 31 là hơi to mấy chị. 31 là hơi to nha, 31. Đó. Ai lấy cái mã này không minh là 31, ai lấy mã này không minh là 28 giùm em. Rồi em xả nhanh, em còn hai cái em xả nhanh. Em xả nhanh em qua áo nữ. Áo nữ cực kỳ rẻ luôn, em tặng cho mấy chị luôn. Tối nay là em tặng nhá. Áo này em nhập bao nhiêu? Áo này em nhập 56.000 một cái. Nói điêu mất lọc luôn. Em xả, em nói điêu mất lọc luôn. Hôm nay mùng 1 không nói điêu. Tối nay lên xả cho mọi người nè. 35k áo này. Ai không minh 35k mọi người lấy giùm em đi. Thực sự là quá rẻ luôn. 53 54 kg quay đầu giùm em nhé. 35k này. 35k thôi, ai lấy mã này không? 35 kèm màu giùm em nha, 35 mã vàng này. 35 mã vàng này mấy chị, 35 vàng. Về mọi người mặc kiểu gì cũng đẹp. Em nói thật, mặc kiểu gì mọi người cũng đẹp. 35 vàng giùm em này. 35 vàng. Em chốt cho chị Phương Hà. Rồi, vàng em còn một cái vàng nữa nha mấy chị. 35 vàng, trời ơi chị. Em cảm ơn chị Phương Hà nha. 35 vàng cho chị Lữ Anh, chị Phương Hà cho em xin số điện thoại nha. Em còn một cái nữa. Thiệt, mấy chị tối nay mà em nói thiệt nha. Tối nay mà chị nào mua cái áo này em cảm ơn mấy chị luôn. Bởi vì là em bị cái gì là mất duyên với cái mã này. Em sẽ lỗ hơn một nửa luôn ấy. Nhưng mà em sẽ không được. Mà thực sự ra nó rất là đẹp luôn. Mà em cũng không biết sao nữa. Lữ Anh nè. Cái vàng này cho chị... cái vàng này cho chị Mỹ Hạnh, à, chị Phương Hà. Chị Mỹ Hạnh ơi, em hết rồi, em còn một cái hồng này, chị lấy cái hồng thì ok giùm em nha. Cái vàng này cho chị Phương Hà. Mấy chị tối nay mua mã này thiệt sự em rất là cảm ơn luôn. Vì nó rất là đẹp mà em không hiểu sao em không bán được, em không hiểu nữa. Em còn một cái màu hồng nè. Chị Mỹ Hạnh lấy thì ok giùm em nha. Áo này đẹp lắm chị, thiệt sự luôn. Mấy chị mua đừng có bom, đừng có xả giùm em là được. Cố gắng đi hai cái đi, em đi đơn cho mấy chị. Em còn có màu hồng này. Chị lấy thì ok giùm em nha. Em còn cái màu hồng này, màu hồng này cũng đẹp nè. Chị lấy cái này thì ok giùm em nha chị. Chị lấy, chị Mỹ Hạnh lấy cái này thì ok giùm em. Em lên em xả, em còn nhiều áo lắm mấy chị ơi. Mọi người cứ lấy cái này thì ok giùm em. Góp đơn chị nha. Ok chị, rồi em ok chị Mỹ Hạnh nè. Chị Mỹ Hạnh có số điện thoại chưa? Nãy cho em xin số điện thoại chưa? Nếu chưa có thì cho em xin nha. Áo này đẹp lắm mấy chị, mặc kiểu gì cũng đẹp em nói thật. Chị Mỹ Hạnh có số điện thoại chưa? Nếu chưa có thì lên giùm em nha chị. Rồi em xả áo tiếp nè. Mọi người đang đà áo đúng không? Em có bộ này nè. Tối nay toàn khách lạ thôi, em lên cho khách mua luôn. Xả là xả cho khách mua luôn. Em còn bộ rút này nè mấy chị. Rồi em cảm ơn nhé. Rồi em còn bộ rút này nè. Bộ hồng rút này nè mấy chị. Em nhập bao nhiêu? Bộ này em nhập 59. 59 hay 69 gì đó em không nhớ nữa. Tối nay em xả mấy chị 45k bộ này luôn. Không ở đâu bán nha. 45k mấy chị biết cái bộ này rồi chứ. Áo của nó là form dài, quần của nó là quần ôm. Quần ôm nhé. 56kg quay đầu dùm em xả luôn mấy chị. 45k. 45k, ai lấy bộ này không minh hồng rút dùm em. 45k một bộ, bộ không ở đâu bán luôn. 45k nè mấy chị, 45k bộ này nè. 45k nhé. Thôi 40k luôn đi. 45 gì, đã lỗ rồi thì lỗ luôn. 40k. Chị nào lấy bộ này, bộ rút cho chị Duyên Hình. Thật sự 40 luôn. Em bán cho nhanh luôn mấy chị ơi. Không bao giờ tầm này là không có. Rồi chị 45 cho Duyên Hình. Rồi em còn, đợi em tí. Duyên Hình trước mắt rồi. Duyên Hình 40. Bộ rút em hết nha. Em còn một bộ màu xám nè. Bộ xám nè. Ai lấy bộ xám này không minh là xám giùm em nha. Ai lấy bộ xám không minh là bộ xám giùm em. 40 xám nha. Trời ơi, em lỗ bộ này là 20 mấy nghìn đấy. Em nói thiệt với mấy chị, em lỗ 20 mấy nghìn luôn. Nhưng mà vẫn phải vui, bởi vì hôm nay bán lấy lọc thôi. Mọi người hôm nay á, em vui một cái là khách lạ rất là nhiều.
Nên em chỉ mong cho mọi người là nhắn theo dõi fanpage giùm em. Thực sự luôn, nhắn theo dõi fanpage vì em mới bán mà. Nên là nhiều cái nó còn sai sót lắm. Nên là mọi người cố gắng nhắn theo dõi fanpage giùm em, cho em xin một lượt tương tác nha mấy chị. Tối nay khách 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 lạ rất là nhiều, em rất là vui luôn ấy. Em nghĩ là em nên lên làm vậy live 30 phút thôi, nhưng khách lạ nhiều là em đi đơn luôn nè. Nè, bộ rút này, bộ xám này, ai lấy bộ xám không anh xám giùm em nha, xám 40 thôi. Xám 40 giùm em nhé, xám 40 giùm em. Ai lấy bộ này xám 40 giùm em, đó là em tâm sự thật cho mấy chị, xám 40 nè. Ai lấy bộ xám không minh bộ xám giùm em nhé. Không minh bộ xám giùm em. Không minh bộ xám giùm em. Ai lấy bộ xám không minh bộ xám nhé. Không minh bộ xám giùm em. 40 thôi mấy chị. Rồi em có bộ đỏ đô này, giống như thế bộ đỏ đô luôn nè. Ai lấy bộ này không minh đỏ đô giùm em 40 nha mấy chị, 40k một bộ thôi. Là coi như là mua cái quần, mua cái áo tặng cái quần. Đó. Ai lấy bộ này không minh là đỏ đô giùm em. Còn ai lấy bộ xám mà không minh xám giùm em nhé. Xám giùm em. Xám giùm em nha mấy chị. À, thiệt sự là khách lạ nhiều em cũng vui lắm. Chị Mỹ Hạnh ơi, em còn màu xám với màu đỏ đô này. Mấy chị lấy bộ nào thì không minh bộ nấy nha. Đồ em bán rẻ như là biếu ấy. Bộ đỏ chị Quyên Lê. Đồ bộ em bán em rẻ như là biếu mà, thiệt cái chứ. Đây là em tặng mấy chị thôi chứ bán gì. Tặng mấy chị thôi chứ bán gì cái giá này. Bán là nó phải lời đúng không chị? Để gọi bán là nó phải lời. Nhưng mà không lời như thế này lỗi thì gọi là tặng hoặc là biếu thôi. Chị Duyên Hình nó hết rồi, em còn bộ xám thôi. Chị Duyên Hình lấy bộ xám đi. Trời ơi. Không, máy của em á. Máy của em á chị, em máy theo mấy chủ thôi chứ em không phải là em thiên vị ai trước hết. Em Quyên Lê này, trong này Quyên Lê là trước nha chị, em theo mấy chủ thôi. Em còn bộ xám này, bộ xám này cũng đẹp mà ta. Bộ xám này lên mặt trẻ mà. Bộ xám này trẻ lắm. Này. Bộ xám này trẻ mà, ai thích bộ xám mày lấy bộ xám đi. Xám này trẻ mà. Đó, bộ xám này mấy chị, bộ xám nhé. Ai lấy bộ xám comment bộ xám giùm em. Bộ xám giùm em. Rồi em có mấy bộ này, em xả bộ mẹ luôn. Em xả bộ mẹ cho mọi người mua về cho mẹ mình nha. Mọi người mua về cho mẹ nhé. Đây là em tặng mẹ thôi. Tặng mẹ thôi. 35k bộ này, ai lấy bộ này comment họa tiết giùm em. 35k bộ này, ai lấy bộ này comment họa tiết giùm em nha. Họa tiết giùm em. 35k hàng bộ, mọi người lấy về cho mẹ mình đi, thiệt sự. Quần nấu quần qua gối suông ống đồng này. Quần suông ống đồng này 60kg quay đầu giùm em. 60kg quay đầu giùm em nha. 60kg quay đầu giùm em. 35k ai lấy bộ này comment là 35 giùm em được rồi. Ai lấy bộ này comment là 35 giùm em. 35 giùm em nha mấy chị. 35. Mọi người mua về cho mẹ đi, lâu lâu mới có một bộ mà. 35. 35. Rồi em còn bộ rằn này nè. Ồ, 35 cho chị Quyên Lê. Thật đấy, mọi người ơi, mua về cho mẹ đây có 35 ngàn mà. Tối nay nha, em xả lỗ nha. Có khi một bộ em lỗ 20 đến 20, 30 nghìn. Hoặc là có cái em lỗ 10 nghìn, 15. Nói chung là lỗ hết. Nhưng mà những ai 35 hết mất chị Hồng Diệp ơi. Em còn bộ này em xả luôn nè. Bộ này vậy lăn em không thể xả rẻ được. Em xả mọi người 55k. 55k bộ này. Em xả luôn nha mọi người này, 55k bộ này nha, 55k lăn đẹp lắm, thiệt là đẹp luôn, 55k bộ này. Size 60, 57kg quay đầu giùm em. Về mình mặc cũng được ý. Mấy chị mà tầm trên 35 tuổi, 40 tuổi về mặc cũng được chứ cần chi phải là mẹ đúng không? 55k bộ lăn này mấy chị, ai lấy bộ này comment là bộ sập giùm em nha, 55k nha mấy chị, 55k. Ai lấy bộ này comment là 55 giùm em nha. Bộ sọc đi. Bộ sọc giùm em nha. 55 giùm em nha. Đúng là cho lô đề luôn chị ạ, em sẽ như là sẽ biếu sẽ cho luôn ấy. 55 nha, ai lấy bộ này comment là bộ sọc giùm em. Sọc giùm em nha mấy chị, rẻ quá luôn mà. Rồi em lên em xả áo tiếp này mấy chị này. Những ai còn đang theo dõi like của em lên em xả tiếp này. Bộ hồng này nha. Xả luôn 55k luôn.
bộ hồng này luôn. Bộ hồng này em xả luôn cho mấy chị 55k nè. Bộ hồng này xả 55k nha, hồng này 55 nè. Size này size M 56 57 kg quay đầu giùm em. Form của nó form hơi to, 56 57 kg quay đầu giùm em, xả luôn 55k. Xả luôn 55k nha. Ai lấy bộ này comment là bộ hồng giùm em. Hồng 55 nha, đẹp lắm, thật đấy. Là bây giờ chơi lớn thôi. Tay của nó nơ này mấy chị, tay nơ này. Đó, đẹp chưa, kiểu cách chưa? 55 giùm em nha, 55k một bộ đồ. 55k một bộ đồ này mấy chị. Mấy chị chia sẻ like giùm em đi, chia sẻ giùm em lên tặng quà không đồng tiếp cho mọi người nè. Em lên em tặng quà không đồng tiếp nè, mọi người chia sẻ giùm em đi. Mọi người chia sẻ giùm em đi mấy chị. Ai lấy bộ này comment bộ hồng giùm em nhé. Bộ hồng em còn màu be nữa nè. Màu be này em xả luôn 55k nè. Tối nay xả, em nói xả là xả mà. Em xả luôn 55k. Rồi em lên một lô áo nè. Lô áo đây. Cái lô áo này là như thế là như biếu như cho mấy chị luôn ấy. À, như biếu như cho mấy chị luôn. Ui. Hồi nãy không biết là có sót bộ be à, màu be. Ok chị Mỹ Hạnh nè, bộ này đẹp lắm chị ơi, mà em xả có 55.000 một bộ. Trời ơi, nhiều khi có bị hâm không mà trời. Nhiều khi có bộ bị hâm không em. Như khi có thể là bán hàng theo ngẫu hứng ấy. Bán hàng theo ngẫu hứng ấy, vui là xả hết. Mỹ Hạnh 55. Đây em xả cho mấy chị đây. Chị nào có phọt cái eo đẹp thì là mua nhé. Xả luôn cái chung cái váy này 35k này. 35k một cái váy suông như thế này này. Một cái váy suông như thế này mấy chị, một cái váy suông như thế này nhá. Suông sẽ nha mấy chị, suông sẽ phía sau này, chị nào mà dáng đẹp đẹp một tí á lấy cái này đi. Không, em không hề nha. Em dám em phải tự tin nói là không có body và điếc gì vậy đó. 35k. 35k mã này này mấy chị, ai lấy mã này comment là đỏ đô giùm em nhé. Đỏ đô giùm em, 35k đẹp lắm. Tay của nó cứ bồng bồng kiểu như thế này này. Tay của nó cứ bồng bồng kiểu như thế này này mấy chị. Đó, 35k. Em xả luôn 35k này, ai lấy cái này comment là đỏ đô nha. 55kg quay đầu nha mấy chị. Đỏ đô giùm em nhé, đỏ đô giùm em. Đỏ đô giùm em nha. Cái váy hai dây này đẹp quá nè. Cái váy hai dây em còn một cái váy hai dây này nè. Em còn một cái váy hai dây này mấy chị. Mọi người cố gắng chia sẻ bài giùm em đi, nhắn theo dõi fanpage giùm em nhé. Váy hai dây này em xả luôn cho mấy chị nè. Chơi lớn nha. 29k luôn. Đó, 29k. Ai lấy váy này comment là dây giùm em, váy dây giùm em nha. Váy dây giùm em. Váy dây giùm em nha mấy chị. Em chào chị Nguyễn Yến. Váy dây giùm em nhé. Rồi em lên đồ đây. Em lên đồ. Ai lấy là comment mã dây giùm em. Mã dây giùm em, còn mã kia là mã đỏ đô giùm em nha, đẹp lắm. Đỏ đô thì 35, cái kia 29k áo váy dây. Rồi, em xả áo này luôn mấy chị. À, hai dây cho chị Nguyễn Lê. Hai dây 29k. Tu ơi. Tu. Ôm em vào nhà đi con. 29k cho chị Nguyễn Lê nè. Đẹp lắm chị Nguyễn Lê ơi, thiệt lắm luôn. Kiểu như là nó áo em không. Dạ từ từ để chị, em đang xả mà. Phải em tí. Em đang tìm để Nguyễn Lê. 29. Rồi. Áo em cầm đây. Áo em cầm nó hơi bị tuột chỉ vô đây một tí nè. Mấy chị về khâu lại giùm em nha. Khâu lại giùm em nha. Em để cho mấy chị 35k luôn. Mấy chị về khâu lại giùm em nha. Bị tuột vô đây một xíu xíu nè. Bị tuột á. Mấy chị về khâu lại giùm em một tí xíu thôi. 35k mã này luôn.
35k cái này luôn. Ai lấy giùm em là cứ là caro giùm em là được. Caro trắng giùm em nha. Mọi người lấy về khâu giùm em một tí. Khâu giùm em một mã này nè. 30k đi mọi người lấy về khâu giùm em với. 30k thôi, ai lấy cái này không minh là caro giùm em nha, 30k này. Size này là 53 kg quay đầu giùm em. 53 kg quay đầu, ở phía sau của nó có bo này. Có bo này. Nó bị tuột cái tí xíu về nách thôi, mấy chị về xiên khâu giùm em một tí. Ai lấy cái mã này không minh là đỏ trắng đen giùm em. Không minh là trắng đen giùm em nha, trắng đen 30. Rồi, em còn một cái đỏ nè. Cái đỏ này em đang xả này. 45k hả? Để em coi thử coi. Là xả cho mọi người mua luôn chứ. 45k áo này là giá em xả luôn. Bao nhiêu? 65 còn 45 mà. Không, áo này không minh là trắng trắng đỏ giùm em nhé. Ai lấy mã này không minh là trắng đỏ giùm em, còn cái kia là trắng đen giùm em. Trắng đỏ giùm em 45k. 45k, 40k đi, xả luôn cho mọi người 40k này mọi người, 40k áo này nhá. 40k áo này này, ai lấy giùm em là trắng đen nha. Quên, trắng đỏ nha. Trắng đỏ còn cái kia là trắng đen. 40k. 40k. Em xả là xả cho mọi người mua luôn ấy, áo lên đẹp lắm. Trắng đen cho chị Mỹ Trung nè. Sao mấy trắng đen cho chị Mỹ Trung 30 thôi. Trắng đen chị Mỹ Trung. Xả cho bị tuột một tí chị Trung về về ấy giùm em nhé. Em chào chị Lương. Mỹ Trung. 20k. À, mọi người ơi có đợi em một tí nha mấy chị, đợi em một tí, đợi em một tí nha mấy chị. Mọi người thả tin thả like lên giùm em ấy, nhắn theo dõi fanpage giùm em một tí. Em một tí máy bị gì rồi à, đây rồi rồi. Em còn màu này nè, màu này đẹp quá, màu tím đà, màu tím đà. Ai lấy cái này không minh là tím giùm em nhé. Ai lấy mã này không minh là tím giùm em, tím giùm em nha mấy chị, tím giùm em. Ai lấy mã này không minh là mã tím giùm em, mã tím nhé. Ai lấy mã này không minh là tím giùm em, ở phía sau của nó là caro, ở phía sau của nó như thế này nè mấy chị, tím nhé. Mọi người không minh là tím giùm em nhé. Còn cái này là không minh là đỏ giùm em nha mấy chị, đỏ giùm em nha. Tối nay lên em xả rẻ cực kỳ rẻ luôn á. Rồi cái áo này là áo xình của em nè mấy chị ơi, áo xình sò của em luôn. Áo này áo xình sò con bò của em luôn á. Áo này mấy chị mua về mặc đi làm lúc nào cũng đẹp đúng không? Đẹp đúng không? Đẹp chưa mấy chị ơi, đẹp chưa? Chưa mấy chị, đẹp chưa? Đẹp chưa? 55k quay đầu giùm em nha. À, 56 kg quay đầu giùm em, 56 kg quay đầu giùm em. Em bán áo này là 75 80 nghìn đấy, chỗ này em bán cho mấy chị 59k. 59k áo này. 59k nha mấy chị, 59k. Ai lấy mã này comment là nút giùm em nha, comment là nút giùm em. Máy em bị gì lại đứng rồi. Comment là nút giùm em mấy chị ơi. Mọi người ai còn đang xem live chấm chấm bài giùm em mấy chị. Có bị trôi không? Sao em thấy đang bán mà nó bị đứng rồi. Có bị trôi bài không mấy chị? À em cảm ơn lối rẻ nè. Ui máy của em là không không xem được luôn mấy chị ơi. Sao tự nhiên bị đứng comment vậy ta? Tự nhiên bị đứng vậy ta? Tự nhiên à, Thanh Nguyên nè, sao tự nhiên bị đứng comment vậy ta? Tự nhiên mấy chị đang mua xong bị đứng rồi, có bị trôi bài không mấy chị? Mấy chị có bị thấy có thấy không? Ai lấy mã này comment mã nút giùm em, mã này đẹp lắm. Chị nào có bụng đồ không bao giờ thấy bụng luôn á, không thấy bụng luôn, không thấy bụng luôn á mấy chị, không thấy bụng luôn nha. Ai lấy mã này comment mã nút giùm em 59k thôi, đẹp cực kỳ đẹp luôn, đẹp cực kỳ luôn 59k. Em có màu đen, màu be. Em có màu trắng nữa nha. Rồi nhảy rồi. Em có màu be này, em có màu trắng nữa. Màu be 59. Mà nếu như lấy hai cái thì lấy luôn 101. 55 cái cho nhanh đi mấy chị. 55k một cái nha. 55k một cái thôi, xả luôn cho mấy chị mua nè.
55k một cái mã nút này mấy chị. 55k một cái mã nút này. Đó. Ai lấy mã này không minh là nút kèm màu giùm em. Em có màu trắng. Cái này là em có màu be. 56 kg quay đầu giùm em nha, 56 kg quay đầu giùm em, 56 kg mà chị nào cao thì có thể là 60 kg thoải mái luôn, vì ở phía sau của nó là bo này, đẹp lắm. Phía sau của nó là bo này mấy chị, bo này. Ai lấy mã này không minh là nút trắng, cái này là nút be giùm em nha, nút trắng nút be giùm em. Nút trắng nút be giùm em. Rồi em có cái mã này em xả luôn đi. Em rất là mệt mỏi với cái áo kiểu luôn. Mọi người ơi có xem được không? Có xem được không mọi người? Em còn cái mã này. Cái mã này cũng dạng như bếp lum á mấy chị, cũng dạng như bếp lum, em xả luôn cho mọi người bao nhiêu ta? 39k cho mọi người mua giùm em đi, 39k mọi người mua giùm em nhé. 39k mọi người mua giùm em nè. 39k mọi người mua giùm em nhé, 39k em có mã này nè. Ai lấy mã này comment là hồng giùm em nhé. 39k em có mã hồng này, em xả luôn cho mọi người mua giùm em luôn á. 39k hồng, mọi người ai còn đang xem like chấm bài giùm em với. 39 cho Nguyễn Thị Lương. Cái này đẹp nè chị ơi. Hồi chiều em quên dơ cho chị chứ. Mọi người ai còn đang xem live chia sẻ, ý là mọi người ai đang xem live chấm bài giùm em cho em thấy mọi người đang xem em live, mọi người chấm giùm em một nút quay cho em thấy mọi người đang xem em live nè. Chấm giùm em một nút đây mấy chị. À 39 hồng rồi. Ok chị. Ai còn đang xem live chấm bài giùm em nhé. Em biết là mọi người đang còn xem em live tí nào. Chứ hình như là bị trôi bài hay sao á, chứ là đang xem làm gì có tụt nhanh như thế nhỉ. Đúng rồi, em cảm ơn chị Nguyễn Hiệp nè. Đang xem mà tự nhiên bị tụt như thế là phải có lý do, không biết là do mạng hay do gì. Không biết là do mạng hay do gì. Ok chị. Không biết là do mạng hay do gì. Rồi em còn cái màu cam này em xả luôn 39 nè mấy chị ơi. 39k rẻ quá mấy chị. Mấy chị cố gắng đi, tụt view hết rồi. Em còn cái màu cam nữa nè mấy chị ơi. Màu cam nữa nè. 39k cái màu cam này mấy chị. 39k nhá. Ai là cái này không minh là mã cam giùm em. Cam giùm em nhá. Mã cam giùm em. Ai là cái này không minh là cam giùm em nha mấy chị. Ai lấy mã này không minh mã cam giùm em. Mã cam giùm em nha. Ai còn đang xem live chấm chấm bài giùm em đi. Rồi lại lên rồi. Em cảm ơn mọi người luôn. Em cảm ơn mọi người luôn. Em cảm ơn mọi người nha. Ai lấy mã này em xả 39k này. Ai lấy mã này không minh là mã cam giùm em nha. Mã cam giùm em nè. Mã cam. Cái này em còn cái màu vàng nữa. Máy em là đứng rồi. Đây nè. Em còn bóc là hàng mới luôn nè mấy chị không. Hàng mới luôn nè. Hàng mới luôn. Ai lấy mã này không minh là mã vàng giùm em nhé. Ai lấy mã này không minh mã vàng giùm em. 39 thôi. 39 thôi mấy chị. 39k nhé. Mọi người có xem được không? Em hỏi thật đấy, mọi người có xem được không? Những ai mà còn đang còn nghe em nói còn xem được chấm chấm bài giùm em với. Chấm bài giùm em với. Em đang xem là không biết mạng có bị gì không này. Màu cam cho chị Mỹ Trung nè. Màu cam cho chị Mỹ Trung. Màu cam này đâu em không thấy luôn. Rồi em cảm ơn chị Phương Hà nè. Em chào Valentine nè. Máy tự nhiên đứng hết luôn. Màu cam cho chị Mỹ Trung nè. 39k thôi. Không biết bị sao á. Dạ đợi em tí chị, đợi em một tí. Em lên xả mấy cái áo này một tí nha chị.
Bây giờ thì xem được rồi đúng không chị? Rồi em còn màu vàng này, em xả 39k này, em lên màu vàng này, ai lấy mã này comment là vàng giùm em nhé. Màu cam em còn một cái này. Màu cam em còn một cái này, toàn là hàng mới thôi, em mới về em chưa bóc luôn mà. Màu cam em còn một cái nữa này, màu vàng nữa này. Ai lấy mã này comment mã vàng giùm em nhé. Ai lấy mã này comment là mã vàng giùm em nha mấy chị. Ai lấy mã này comment mã vàng giùm em nha. 39k xả 39k này. Mã vàng giùm em này 53 54 55 kg quay đầu giùm em. 55 kg quay đầu giùm em nha. À, mã này 55 kg quay đầu thôi chị Minh Khuyên ơi. Ok chị, em đổi vàng cho chị. Rồi. Đổi vàng nha chị. Rồi em còn màu hồng nha chị. Chị 1 cam nha, dùng đơn luôn nha. Ok chị 1 cam nè. 1 cam cho Phương Hà nè. Áo này đẹp lắm chị Phương Hà ơi, tối nay mấy chị mua hàng rẻ. Rồi em còn màu hồng này mấy chị ơi, em còn màu hồng nè. Em còn màu hồng nè. Em còn màu hồng, ai lấy màu này lên màu hồng giùm em nhé. Lên hồng giùm em nha chị. Lên hồng giùm em. Ai lấy mã này comment là mã hồng giùm em nhé. Em còn một cái màu hồng thôi. Em còn một cái màu hồng thôi. À còn cái trắng nữa đây. Về 5 màu luôn lần nữa. Em còn một cái màu trắng nữa nè. Áo này lên đẹp lắm mấy chị, màu trắng. Ai lấy mã này comment giùm em. Chị 3 màu đen cam. Cho chị 3 màu à. Em hết mất chị không có. Đây nè mấy chị ơi, đẹp chưa? Này thấy chưa, 39k thôi, đẹp chưa? Bây giờ em mặc hai áo nên nó bị lòi vô đây nè. Bị lòi cho đây thôi. Chị ơi em còn, chị Hồng Thắm ơi, em còn chỉ có một màu trắng với một màu hồng thôi. Một trắng một hồng thôi, chị có lấy thì chị ok giùm em nha. Em còn một trắng một hồng này chị, em hết rồi. Em còn một trắng một hồng này mấy chị. Em còn một trắng một hồng nha, một trắng một hồng nè. À, đen cam em hết. À, chị Hồng Thắm nếu lấy hai màu này thì ok giùm em nha, màu trắng cũng đẹp, màu hồng cũng đẹp, nếu chị lấy cái này thì ok giùm em nha. Rồi em lên mã tiếp theo nè, còn mấy áo em xả hết cho mấy chị luôn. Áo này đắt hơn một tí, áo này đắt hơn một tí nha mấy chị. Chị Hồng Thắm ơi, nếu mà chị lấy hai màu một trắng một cam không, chị lấy mã này đi chị. Áo này thì đắt hơn một tí nha mấy chị, áo này 49k, cái này mặc lên mức rụp mức lắm lắm luôn ấy, mức lắm lắm luôn ấy, mức lắm lắm mấy chị ơi. Đó. Ừ, chưa chị, đấy đẹp chưa mấy chị ơi, đẹp chưa, mức lắm lắm luôn ấy. Ai lấy mã này, áo này 49k, em xả 49k nha. 49k chị nào lấy mã này comment là mã tím giùm em, 49 giùm em. 49 giùm em nha, mã tím nè. 49 nè, mã tím nè. Mã tím đẹp chưa mọi người ơi, lên đẹp cực kỳ luôn. À, đẹp cực kỳ luôn. Đẹp cực kỳ. Em có màu trắng nữa nè, ai lấy màu này lấy màu trắng thì comment trắng giùm em nha, em xả luôn 49k. 49k, áo này đắt hơn một tí. 49k màu trắng nè, 49k màu tím nè, và 49k màu đỏ đô. Mặc lên mốc lắm, em nói thật mấy chị, mốc cực kỳ mốc luôn. 55 kg quay đầu giùm em nha, 55-53 kg quay đầu giùm em. Đỏ đô nè, 49 đỏ đô nè, 49 trắng, 49 tím. Chị nào lấy màu nào thì lên màu lấy. Rồi, em còn cái áo này nè. Thực sự là rất là buồn luôn, bởi vì là sữa nó gửi về cho em toàn là size nhỏ thôi, toàn size S thôi. Nên chị nào mà tầm 40 tới 46 kg quay đầu ấy, thì mấy chị mua giùm em nhé. Mấy chị mua giùm em nha, em xả rẻ luôn cho mấy chị mua luôn. Em xả rẻ cho mấy chị mua luôn. 35k một cái. 35k là em lỗ mấy ngàn á, em lỗ 90 nghìn một cái. 35k một cái này mấy chị, 35k một cái nha. Tay của nó là bồng bồng như thế này nè. Bồng bồng như thế này nè, em xả luôn cho mấy chị nè, 35k thôi. Chị nào mà nhỏ con ấy, từ 40 cho tới 48 kg quay đầu á, thì là mặc, nói chung là chị nào mặc size S thì mấy chị chọn giùm em, toàn size S thôi. Toàn size S thôi nha mấy chị nè. Có em có xanh rêu này, em có xanh rêu nhé, chị nào lấy 35k thôi. 35k thôi, ai lấy mã này comment là rêu giùm em. Ai lấy mã này comment là rêu giùm em.
Rồi, những chị size S thôi nhé. Ai lấy mã này không bên là mã đà giùm em. Và màu trắng giùm em. Đó. Mẫu này em có 4 màu, 3 màu. Màu trắng giùm em. Chị nào mặc size S thì chọn giùm em nhé. Chị nào mặc size S thì chọn giùm em có cái luôn. Chị nào mặc size S thì chọn giùm em. Rồi, em lên em xả đồ bộ nè. Bóc trúng cái nào xả cái nấy đi mấy chị ơi. Trúng cái nào xả cái nấy thôi. Chờ em một tí nhé. Rồi em lên em xả. À, mã đà cho chị Nguyễn Hiệp. Mã đà cho chị Nguyễn Hiệp. Chị nào size S mà từ 40 cho tới 46, 48 kg quay đầu, nói chung mặc size S á thì lấy giùm em. Chắc của nó đẹp lắm. Chắc của nó đẹp lắm luôn á mấy chị. Em bán 35k là như là Nguyễn Hiệp. Rồi. Em lên đồ này cho mấy chị nhé. Tối nay khách lại nhiều nên là em lên đồ này cho mấy chị chọn. Em lên đồ này cho mấy chị chọn nhé. Đây là em xả luôn 80-90 nghìn của em mà em xả luôn 59k. Bộ này là bộ dây này nè. Em xả luôn nè mấy chị. Em xả luôn cái bộ dây này cho mấy chị nè. Em chào Huỳnh Ngọc nè, chào Nguyễn Sương nè, tối nay khách lạ nhiều. Em xả luôn cho mấy chị nè, 90 nghìn của em xả luôn cho mấy chị 59k nè. Em nói điêu em mắc lọc, hôm nay mùng 1 nói điêu mắc lọc luôn. Đó. Em xả luôn cho mấy chị nè, đồ bộ mũ ở nhà nhé. Bộ lụa nha mấy chị, lụa, bộ lụa nhé. Dạ, áo đỏ hả chị, áo đỏ đây nè. Áo đỏ. Rồi em xả bộ này 59k cho mấy chị luôn nha, 59k. Ai lấy bộ này thì comment là bi trắng giùm em. Ai lấy bộ này thì comment là bi trắng giùm em, là em xả cái giá để mọi người mua. Thực sự là mua để em cảm ơn thôi, chứ thực sự là cái bộ này không ở đâu bán đâu, năm mấy chục nghìn hết, toàn là 90 hoặc là trên 100 hết. Bộ lụa này, bộ lụa 2 dây này hả chị Mì Hạnh, bộ lụa 2 dây này 60 kg quay đầu giùm em nhé. Em 52-53 kg này mà em còn rộng như thế này là 60 kg quay đầu giùm em nhé. 60 kg quay đầu giùm em. Ai lấy bộ này không minh là bi trắng giùm em là được. Ai lấy bộ này không minh bi trắng giùm em. Ok chị, em chốt cho chị màu đỏ luôn, cho chị Lương luôn. Lương. Chị Lương. Cái dây điện nó cứ thế nào. Người đợi em tí nha, em chỉnh cái dây điện cái nó. Bi trắng cho chị Mỹ Hạnh. Chị Mỹ Hạnh trước cho chị Minh Khuyên mất rồi. Em chốt bi trắng cho chị Mỹ Hạnh nè. Chị Mỹ Hạnh bi trắng, chị Minh Khuyên sâu mất rồi. Chị Minh Khuyên ơi, chị Minh Khuyên sâu mất rồi. Chị Minh Khuyên sâu mất rồi. Em chốt bi trắng nè. Bi trắng cho chị Mỹ Hạnh nè. Bi trắng cho chị Mỹ Hạnh. Bộ em mặc có màu xanh không? Dạ có chị. Đợi em một tí nha. Đợi em một tí. Em đang chốt đây. Mỹ Hạnh 59. Rồi, em còn hai bộ màu xanh đen. Chị Minh Khuyên ơi, lấy màu xanh đen được không? Này. Bộ này lúc đầu về em dự định em bán 90k là em sẽ kiếm được 15 ngàn một bộ. Nhưng mà không ngờ em về nhiều quá. Đây, em còn xanh đen nè. Ai lấy cái bộ xanh đen này comment là xanh đen giùm em là được. Ai lấy bộ xanh đen comment là xanh đen giùm em là được. Ai lấy bộ này không bên là xanh đen giùm em nhé. Xanh đen giùm em. Xanh đen em có 2 bộ. Xanh đen em có 2 bộ nha. Xanh đen em có 2 bộ. Su ơi lấy cho mẹ cậu mấy Su đi Su ơi. Mày buộc tóc ấy. Bộ xanh đen cho chị Mỹ Trung nè. Em chốt xanh đen. Xanh đen em còn 1 bộ nha mấy chị. Mỹ Trung này 59 nè.
xanh đen. Lấy cho mẹ mẹ một cộng Jisu với rót mẹ ly nước hả? Khát nước quá. Xanh đen em còn một bộ nha mấy chị ơi, xanh đen em còn một bộ nha. Rót cho mẹ ly nước. À, đi cho mẹ miếng, khát nước lắm luôn. Khát lắm luôn còn. Xanh đen em còn một bộ, chị Minh Khuyên lấy xanh đen đi. Để nó đi, để nó ghế. Xanh đen em còn một bộ nè. Xanh đen em còn một bộ, chị Minh Khuyên lấy xanh đen đi. 59k mấy chị ơi, rẻ lắm, rẻ như biếu như cho luôn ấy. Em xanh đen em còn một bộ nè. Với em còn một bộ dâu, bộ dâu này nhìn cute lắm. Bộ dâu này nhìn dễ thương lắm mấy chị, bộ dâu này dễ thương lắm nè. Giờ định nó lên 30 phút mà bây giờ quá rồi. Mấy chị đang đàm mua em bán luôn. Bộ dâu này dễ thương. Dâu này dễ thương không? Không mấy chị nè. Dâu này dễ thương không? Bộ dâu này cực kỳ dễ thương đúng không mấy chị? Dễ thương lắm luôn ấy. Ai lấy bộ này comment bộ dâu giùm em nhé. Bộ dâu giùm em. Ai lấy bộ này comment bộ dâu giùm em. Bộ dâu nha mấy chị, bộ dâu nha. 59k một bộ thôi, rẻ lắm luôn. Bộ dâu giùm em. Rồi à, em có cái bộ này nè. À, thị trường bán là 180 đến 200 ngàn. Nhưng mà do em nhập cái màu này nhiều quá mấy chị, thiệt sự là em nhập cái màu này nhiều quá. Hồi tối hôm qua em bán 125 ngàn là em đã là tri ân cho mọi người rồi. Nhưng mà tối nay do em nhập cái màu này nè. À chị một bộ dâu à. Em một bộ dâu cho Mỹ Hạnh luôn. Mỹ Hạnh bộ dâu luôn. Hôm nay mùng 1 em nói nhé. Tối nay thiệt sự em rất là vui, mấy chị ủng hộ em nhiều quá. Ủng hộ em rất là nhiều nên là cái đơn 200 em miễn ship hết. Đơn 200 em miễn ship luôn nha mấy chị luôn. Rồi, em lên cái bộ này này thiệt sự em nhập nhiều quá. Nên là em bán cái kiểu như là bán cho mọi người mua luôn. Thị trường bán từ 160 đến 200 ngàn bộ này. Em bán cho mọi người tối nay nhé. Tối hôm qua em bán 125 nghìn, tất cả các màu là mọi người được lựa màu. Nhưng tối nay với giá tri ân, tối nay mùng 1 em để cho mọi người 115 nghìn, 101 đi, 101, 101 bộ này. Chị nào mua mua giùm em, nói chung là em còn màu đà này thôi, còn màu đà 101 bộ này. Đẹp, phải nói là đẹp đỉnh của chóp luôn ấy. Vải của nó mấy chị mua gì 101 không ở đâu có bán. Con em nó bảo là chị Năm ơi em mua bộ này 220 ngoài chợ. Em nó điêu không? Em mắc lọc luôn. 220 ngoài chợ. Hơi vệ sinh luôn. Này nhìn cái cạp của nó là biết vệ sinh rồi nè. 60kg quay đầu giùm em nha. Bộ này 60kg quay đầu giùm em. Đẹp chưa? 101 nha, 101 thôi, 101 là lỗ 10.000. 101 lỗ 10.000 hay 15.000 gì 10.000, 101 là lỗ 10.000, nhập 120. Tối hôm qua bán 125 lời được 5.000. Em còn màu này thôi mấy chị, em còn 1 2 3 4 bộ này, chị nào mua giùm em đi. Đó, 4 bộ, em còn đúng 4 bộ. Ây da. Em còn đúng 4 bộ nhé. Em chào chị. À, đúng 4 bộ thôi. Em còn đúng 4 bộ thôi, chị Nam mua ủng hộ giùm em. Còn đúng 4 bộ nhé. Em còn đúng 4 bộ nè. Em còn đúng 4 bộ. Có em còn một bộ đen này nữa. Ui 53kg thoải mái, 53kg mà dáng của con Nguyên nó mặc đẹp luôn. Chị 51kg, 52kg nè. Mà chị mập. Mà chị mập. Nên là dán em 53kg 60kg quay đầu, từ 48 tới 60kg quay đầu giùm chị. Mẹt phải nói là cực kỳ đẹp luôn, vải của nó nè em. Vải của nó đẹp lắm luôn á Nguyên ạ. Vải của nó phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Mua luôn hai bộ về mà mặc. Còn một bộ màu đen này nữa nè. Màu đen này hồi sáng con ấy nó biểu thử cho nó mà nhát quá. Giờ lên bán luôn. Bộ đen này là 125 nha mấy chị. 125 ngàn bộ đen này vẫn còn rẻ.
125.000 bộ đen này vẫn còn rẻ mấy chị. Bộ đen bán luôn, còn một bộ bán luôn nha mấy chị, nhanh cho nhanh hết. Thấy chưa? Ai lấy bộ này comment bộ đen giùm em nhé. Ai lấy bộ này, ai lấy bộ này comment bộ đen giùm em nhé. Chắc của nó cực kỳ đẹp luôn. Bộ đen 115.000. Bộ đen 115.000 nha mấy chị. Bộ đen 115, còn bộ B là 101. Bộ đen 115, bộ B 101 nha. Bộ B là 101. 101 nha mấy chị. Đẹp chưa? Màu đen đẹp không? Túi của nó này, xịn sò con bò chưa? Đỉnh của chóp chưa? Đó. Ai lấy màu gì lên màu giùm em nhé. Thị trường bán cao lắm luôn ấy, nhưng mà em bán đồ theo cảm hứng mà. Bán đồ theo cảm hứng mà. Ok Thanh Nguyên nè. Trời ơi, màu đen này 115.000, Thanh Nguyên ơi rẻ lắm luôn Thanh Nguyên. Dự định về bán là 145.000, kiếm được 20.000 bộ đồ. Nhưng mà không biết sao về là xả rẻ như thế này. Nhìn cái túi của nó là biết xịn sò rồi nè. Rồi em còn ba cái chân váy này. Em còn ba cái chân váy này nè mấy chị. Mấy chị mua về mặc đi làm đám cưới đám xin diện được, lâu lâu phối với cái gì cũng được. Lâu lâu phối với cái gì cũng được mọi người ơi. Em xả rẻ cho mọi người mua luôn nha. Mọi người cố gắng chia sẻ lên giùm em đi. Hầu như, như bây giờ ai đang xem like là cũng đang chia sẻ giùm em đúng không? Cũng đang chia sẻ giùm em đúng không? Em tặng cho mọi người nha. Em tặng cho mọi người luôn nè. Em tặng cho mọi người mã này, mọi người mua giùm em nhé. Cái chân váy này nếu như mà chỗ công sở ấy, chỗ bán đồ công sở nó bán cái chân váy này phải 150. Em nói thật, nó bán cái váy này phải 150. Ngoài chợ thì không biết là có bán không thì em không biết. Nhưng cái chân váy này nè, chân váy xếp ly màu be nè mấy chị. Chân váy xếp ly màu be cực kỳ đẹp luôn nha. Chân váy xếp ly màu be em còn 3 size SML, tối nay em bán cho mấy chị 55k. 55k một cái chân váy xếp ly này, em có 3 size SML. Chị nào mà cao quá, dáng mà cao mà đẹp một tí á, là mặc cái này cực kỳ xinh luôn á, phối với cái áo sơ mi lúc nãy á mấy chị, đẹp lắm. Em bán luôn cho mấy chị mua giùm em nhé. Là 55k một cái này. 55k em có 3 size SML, mấy chị mặc size nào lấy size nấy giùm em. 3 size SML. Em còn 3 size SML mấy chị, 3 size SML nhé. Mấy chị mặc size nào thì chọn size nấy giùm em, 3 size SML. Em bán luôn 55k một cái, mấy chị mua giùm em. Rồi em lên đồ tiếp. Em lên đồ tiếp nha. Em còn mấy cái áo này em xả luôn cho mấy chị nè. Em xả luôn cho mấy chị, xả để mấy chị mua mà. Mà size hơi nhỏ nên em xả luôn xòe rẻ cho mấy chị luôn. Em xả luôn cho mấy chị áo gì? Áo nhung, không phải nhung mà cái vải kiểu gì ấy. Em cũng không rõ nữa nhưng mà cực kỳ đẹp luôn. Vải của nó đẹp lắm mấy chị đó. Mọi người thấy không? Em vô sáng mấy chị mua nè. Em xả luôn cho mấy chị 39k áo này size S nhé. Chị nào mặc size S thì lấy giùm em. Size S thôi, 39k. 39k size này. 39k màu đỏ đô, chị nào lấy là 39 đỏ giùm em. 39 đỏ và em còn 39 trắng. 39 đỏ, 39 trắng là áo size S. 39 đỏ, 39 trắng này. Xả là xả luôn nhưng mà mọi người mua ủng hộ giùm em. 39 đỏ, 39 trắng nhé. 39 đỏ, 39 trắng mọi người. Chia sẻ like lên giùm em đi mọi người. Chia sẻ lên giùm em với. 39 đỏ, 39 trắng. Lên bộ hả? Lên bộ em còn có mấy bộ hả chị? 39 đỏ, 39 trắng. Lên bộ để em xem. À đây, bộ nhiều mà em lại không lên ta. Đây ta. Ở đây sao còn một cái quần ta.
của em nhiều lắm chị ơi. Ồ vậy hả? Ừ sao mà để chị xem lại thử. Lên được chưa mọi người, nhắn chia sẻ like giùm em với. Nó lag quá à. Lên bộ. Ai còn đem xem like không ấy mọi chị em qua. Mọi người ơi. À. Ai còn đang thấy em không, chấm chấm bài giùm em với. Chấm chấm bài giùm em với, bộ nhiều lắm. Chị xem bình thường mà. Ủa vậy hả chị? Rồi, bộ nè, em xả luôn, mọi người có thấy không? Bộ này đẹp lắm mấy chị ơi. Bộ này đẹp lắm. Size này size 62kg quay đầu dùm em nha. Size 62kg quay đầu dùm em. Size 62kg quay đầu dùm em nha. 60kg quay đầu dùm em. 60kg quay đầu dùm em. Kiểu chắc đuổi. Chắc đuổi nha mấy chị. 62kg quay đầu dùm em nè. 62kg quay đầu dùm em nha. Ai là... Bộ này mấy bữa em bán là 95k. Tối nay mấy chị mua trên này. À, tối nay mọi người mua trên line này, hôm nay mùng 1 em bán luôn cho mọi người 79k bộ này. 79k là em lỗ, thiệt sự là em lỗ luôn. Mà chắc của nó là cực kỳ đẹp luôn. Mọi người nhìn túi của nó này. Mọi người nhìn từng đường chi kim mũi chỉ của nó này mọi người. Đó. Từng đường kim mũi chỉ của nó này, nhìn nét chưa? Nét chưa? Chị nào mà size từ 55kg trở lên chốt bộ này đi. Em còn bộ vàng này nè. Em xả luôn mọi người 79k, trời ơi nhờ. Em không có size S chị, bộ em mặc không có size S. Em chỉ còn size XL thôi. Bộ vàng này đẹp lắm. Bộ vàng này đẹp lắm, chị nào mà size to lấy đi. Rồi em bộ cam này em cũng còn size XL nè. Bộ cam này em còn size XL nè mấy chị, em còn size XL nè. Em còn size XL nè, em bán luôn mọi người 79k bộ này. Mua về mọi người không thiệt một tí nào ấy. Mọi người mua về mọi người không thiệt một tí nào, bởi vì nó quá đẹp. Nó quá đẹp mọi người ơi. Nó quá đẹp luôn. Ý, nhẹ thao chưa? Ai mà từ 53-50kg trở lên mặc là thoải mái. Dạ. Bộ này đẹp mà. Bộ này đẹp mà chị. Đó, ai lấy bộ này comment là bộ cam giùm em. Ai lấy bộ vàng comment bộ vàng giùm em. Tối nay em xài 79k. Bộ này thị trường bán phải trên 100.000, 79k. Rồi, em còn cái bộ này. Ai lấy bộ nào thì comment bộ đó giùm em. Hết đấy chị. Cái bữa size S rồi nhiều lắm đấy chứ. Mà nó về nó hết đấy chứ, phải là hơi không có đâu. Em còn mã này mấy chị ơi. Mã này em xả luôn cho mấy chị mà. 75k nè. Không, 70 thôi. Em xả luôn cho mọi người 70k. Em xả luôn cho mọi người 70k nhá. 70k bộ hoa này, ai lấy bộ này comment là hoa đen giùm em 70k. 70k hoa đen nhá. Ai lấy bộ quên hoa đen đúng rồi. Ai lấy bộ này comment là hoa đen giùm em, hoa đen giùm em nhá. Mẹ làm một tí nữa thôi, 10 phút nữa thôi. 10 phút nữa em nghỉ. 70k. Hay là em tri ân cuối like cho mọi người đi. Em tri ân 3 cái áo cuối like cho mọi người. Em tri ân 3 cái áo cuối like cho mọi người. Em tri ân 3 cái áo cuối like cho mọi người nha. Đau quá. Em chia ăn 3 cái áo cuối like cho mọi người mua. Mua là em tặng cuối like thôi. Ai lấy mã này cuối like, comment là cuối like giùm em. 29k cái áo này em tặng cuối like cho mấy chị mua về tặng mẹ nè. Mua về tặng mẹ nha, 29k. Em đã là mọi người comment là cuối like giùm em. Chia ăn cuối like cho mọi người nha, 29k cái mã áo này về tặng mẹ. 29k thôi.
Mọi người còn đang xem thì mọi người lên là cuối like dùm em nhé. Cuối like dùm em 29k, em có 3 cái, em sẽ tặng cho 3 chị cuối cùng. Em sẽ tặng cho 3 chị cuối cùng. Và cuối like nhé. Cuối like. Ai lên mã này không nên là cuối like dùm em. Em có đúng 3 cái mấy chị, em có đúng 3 cái. Mọi người còn đang xem thấy em like thì là em còn đúng 3 cái là 29k thôi. Bằng ổ bánh mì. Bằng ổ bánh mì. Mọi người ai còn thấy em like không mọi người? Ai còn thấy em like không? Mọi người thấy em like thì comment là cuối like nha. Em có 3 cái em sẽ tặng cho 3 chị nha. Em sẽ tặng cho 3 chị luôn. Em sẽ tặng cho 3 chị rồi. Cuối like nha mấy chị, comment là cuối like giùm em nha. Áo đẹp lắm, áo u mì cực kỳ đẹp luôn. Áo u mì cực kỳ đẹp luôn. Comment là cuối like, chị nào lấy về tặng cho mẹ mình thì là lấy giùm em. Cuối like em tặng cho 3 chị thôi. Giờ em nghỉ đây. Em nghỉ đây, em tạm biệt mấy chị nha. Em tạm biệt mấy chị nha. Mẹ sao? Đó, thấy không? Con ở trong nhà đấy. Nãy giờ con ra thì đâu mẹ đâu bán được đâu đúng không? Đúng không? Con mặc bỉm chưa? Chưa. Em muốn lấy bỉm chút. Rồi, em bye bye mọi người nha. Chú chạy cho lấy cái bỉm á. Ok chị, ok. Ba mặc em. Ok chị đi. Mọi người cứ comment cuối like cho em nha. Rồi em xem là like em sẽ tặng cho mấy chị. Rồi em chào mấy chị, em nghỉ đây. Em chào mọi người nha. Hôm nay mùng 1, cảm ơn mọi người nhiều luôn. Chúc mọi người ngủ ngon. À, con chào các bác đi. Con chào các bác. Chào bác. Nói đi. Con chào các bác. Rồi, con chúc sao? Chúc vui vẻ. À, vui vẻ. À, ngủ ngon. Rồi, bye bye. Bye bye, cảm ơn các bác nha. Cảm ơn các bác nha. Rồi, em nghỉ đây mọi người. Rồi. Mọi người.